thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 221 người giảng lão hòa thượng tịnh không xin mời mở kinh văn khoa hội kinh văn tờ thứ 28 xem từ thù nhân cảm quả cái đoạn này trong cái khoa này cũng phân làm hai đoạn nhỏ đoạn thứ nhất là phước trí đoạn thứ hai là cảm quả mời xem kinh doanh do thành như thị chư thiện căn cố sở sanh chi xứ vô lượng bảo tạng tự nhiên phát ứng trước tiên chúng ta học tập cái đoạn kinh văn này như thị chư thiện căn đây là chỉ kinh văn phía trước nói ra là đoạn ác tu thiện tích lũy công đức chủng chủng thiện căn này thiện căn là năng cảm cảm ác có ứng Đây là đạo lý cảm ứng đạo giao Người thế gian Không luận là Xưa nay trong ngoài Chẳng qua là Mong cầu quả báo thù thắng Tại vì sao Không đạt được quả báo này Ngàn ngữ Của chúng ta đã nói Bất như ý sự thường tám chính Câu nói này Rất đáng được chúng ta Phản tỉnh tại vì sao thế gian có thể có nhiều việc không như ý đến như vậy chúng ta lại xem trên bộ kinh này đã nói đến thế giới tây phương cực lạc xem qua trên kinh hoa nghiêm đã nói thế giới hoa tạng tại vì sao cư dân ở nơi đó là viên mãn đến như vậy chân thật là một trăm phần trăm làm đến được tâm tưởng sự thành đó lại là nguyên nhân gì chúng ta từ ngay những chỗ này mà khảo lượng mà quan sát mới có thể học được thứ gì sáng sớm hôm nay cư sĩ lâm ở nơi đây phát độ tuế kim tôi xem thấy đến tham gia cái thành hội này đều là một số những người già yếu Nhà Phật đã nói Sanh lão, bệnh tử, khổ Chúng ta xem thấy Những người già đích thực Rất đáng thương Chính phủ cùng đoàn thể từ thiện nhân gian Tuy là chăm sóc luôn không thể nào tận được ý người người khác chăm sóc đây là ân đức chúng ta thường hay phải nghĩ đến chúng ta xem thấy những người già này nghĩ đến chính mình sẽ già khi chúng ta già rồi đời sống tương lai gặp phải khốn khổ gian nan có phải cũng giống như họ hay không Phật Pháp dạy chúng ta học tập Học tập là vĩnh viễn không có chỗ dừng nghỉ Người chân thật giác ngộ hiểu được Nhân sanh chính là học tập Từ nhỏ đến già Có học xong hay không? Không hề Ở trên kinh Phật thì hiện Cho chúng ta xem thấy Từ sơ phát tâm Đến như lai quả địa Ngày ngày đều học tập Ba đại A Tăng kỳ kiếp Vô lượng đại kiếp Đến hôm nào Chứng đắc phật quả cứu cánh viên mãn chúng ta muốn hỏi đến lúc đó có cần phải học nữa hay không vẫn phải học tập học tập vĩnh viễn không gián đoạn họ đã thành phật tất cả đều viên mãn rồi thì tại vì sao còn phải học tập họ phải làm ra dáng vẻ học tập làm cho những người chưa thành tựu xem thấy đạo lý chính ngay chỗ này vào lúc trước người làm cha mẹ mỗi ngày phải làm ra dáng vẻ học tập để dạy con cái vậy con hiếu thuận cha mẹ người làm cha mẹ thì chính mình phải hiếu thuận với cha mẹ để con cái xem để con cái học tập cha mẹ còn mọi thứ phụng sự phải để trẻ nhỏ nhìn thấy cha mẹ không còn cúng tế mỗi năm hết lòng nhớ tưởng cũng phải vậy chúng thấy người làm lão sư đạo lý cũng giống như vậy ngày ngày phải làm ra tấm gương học tập để cho học trò xem do đây có thể biết học tập là mãi mãi không có gián đoạn ở trên kinh phật mỗi câu mỗi chữ đều là dạy chúng ta học tập chỗ này đây là tổng thuyết chúng ta phải học phật bồ tát thành tựu tất cả thiện căn học từ chỗ này tu thiện thiện vẫn phải có gốc gốc có thể sanh thiện pháp gốc của thiện là cái gì cái tâm hiếu thiện là gốc chân thật có cái tâm hiếu thiện nhất định liền có hạnh hiếu thiện. Hạnh đó là tập kết công đức. Tập kết công đức phải dựa vào hạnh. Gốc của thiện trên kinh điển đại thừa nói được rất hay nói được rất rộng chúng ta đem tất cả kinh luận quy nạp lại ở trên kinh điển gọi là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề trung văn phiên dịch là vô thượng bồ đề tâm đây là thiện căn câu nói này rất khó hiểu nếu như ý nghĩa không rõ ràng không tường tận liền sẽ tạo thành khó khăn đối với học tập của chúng ta cho nên chúng ta đem câu nói này Dùng từ ngữ của người hiện tại dễ dàng Thì hiểu được Gọi là chân thành Thanh tịnh Bình đẳng Chánh giác Từ bi Mười chữ này Chính là trên kinh điển đã nói A nậu đa la tam miệu tam bồ đề chúng ta phải học tập cái tâm này là tâm phật cái tâm này là tâm chân thành của chúng ta là bổn tánh của chúng ta trên kinh luận chúng ta cũng thường hay xem thấy có câu là phật phật đạo đồng chữ đạo này là giữ tâm quá khứ phật hiện tại phật vị lai phật ba đời tất cả chư phật cùng đồng một cái tâm đều là cái tâm này chân tâm chúng ta học tập đại đức xưa thường hay vì bảo chúng ta tu từ căn bản căn bản chính là chân tâm người thế gian người không học phật thì chúng ta không nói người học phật rất nhiều họ cũng thường hay đọc kinh cũng thường hay nghe giảng kinh nghe được biến số cũng rất nhiều tại vì sao vẫn không chịu học vậy tại vì sao vẫn không chuyển đổi thí dụ chúng ta đối với người không chân thành chúng ta không dùng chân tâm đối với người chúng ta không dùng thành ý đối với người vì sao vậy chúng ta tỉ mỉ tư lượng quan sát không ngoài là sợ bị thiệt thòi Người khác đều là hư tình giả ý đối với chúng ta Ta chân thành đối với người Vì chẳng phải là ta bị thiệt thòi rồi hay sao? Đây là một quan niệm sai lầm Hãy chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật Đều không thể thành tựu Không phải là không thể chứng quả Ngay cả khai ngộ đều không làm được. Cho nên người xưa thường hay dạy bảo chúng ta chịu thiệt là phước, chịu thiệt không phải là quả, chịu thiệt là phước. Lời nói này rất là thú vị. Người chịu thiệt thòi, chịu dùng chân tâm thành ý đối người tiếp giật. Phước của họ ở đâu vậy? Trên kinh này nói vô lượng bảo tạng tự nhiên phát ứng. Bạn xem thấy kinh văn này, nghe được cách nói này, lắc lắc đầu, e rằng không đáng tin. Nghi hoặc của bạn chưa đoạn dứt Chỉ lo thiệt thòi Do đó Mong cầu của bạn Không thể hiện thực Phật thị môn trung hữu cầu tác ứng Bạn cầu không được Nguyên nhân ở chỗ nào Vừa rồi mới nói cảm ứng đạo giao. Cảm là phải dùng tâm chân thành mới có ứng. Sau đó bạn mới có thể được hồi đáp. Tâm của chúng ta không thật, không thành. Nói lời thành thật, cái tâm này không thanh tịnh. Không bình đẳng. Tâm như vậy họ cũng có cảm cảm đến là cái gì cảm đến là tai họa không phải phước đây là chân thật chư phật bồ tát ở trên kinh luận thường hay nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh chúng ta tâm tưởng bất thiện ngôn ngữ của chúng ta không lìa khỏi bốn loại lỗi của miệng mà Thế Tôn đã nói. Ngôn ngữ bất thiện, vọng ngữ lưỡng thiệt, ý ngữ ác khẩu, tỉ mỉ mà nghĩ tưởng, phản tỉnh kiểm điểm, Chúng ta từ sớm đến tối Sự việc đã làm trong một ngày Thực tế mà nói Chúng ta không so được với viên liễu phạm Tiên sinh liễu phạm mỗi ngày buổi tối phản tỉnh Đem cái thiện một ngày của ông Ghi chép lại Ác cũng ghi chép lại Từ khởi tâm động niệm Lời nói, việc làm. Phạm là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội. Là vì xã hội chúng sanh có thể làm tấm gương tốt. Đó đều là thiện. Nếu như tùy thuận phiền não tập khí của chính mình, không đủ gì xã hội để chúng làm mô phạm. Đây là ác. Mỗi ngày ghi chép làm mộ so sánh Xem thử chúng ta là thiện nhiều hay là ác nhiều Sau đó lại tỉ mỉ quan sát Là sức mạnh của thiện lớn hay là sức mạnh của ác lớn Ngày ngày ở nơi đây cầu cải lỗi Cho nên vận mạng của tiên sinh liễu phàm Chuyển đổi lại Phước báo cũng tự nhiên hiện tiền trong mạng không có công danh Ông được công danh Công danh vào lúc đó Thì Thì lấy cử nhân Thì lấy tiến sĩ Đây là công danh Lời của hiện tại gọi là học vị Trong mạng không có học vị Trong mạng không có con cái Ông cũng có được con cái Trong mạng đoạn mạng Ông cũng kéo dài thọ mạng Thọ mạng trong mạng của ông chỉ có 53 tuổi Ông sống đến 74 tuổi Giờ đây có thể biết Mạng là chính mình tạo Phước là chính mình cầu chúng ta đọc đến cái đoạn kinh văn này phải nên biết được học tập thế nào tiên sinh liễu phàm đã học tập vẫn là trời người phước báo nhỏ ngày nay trong miệng chúng ta nói được không sai là phải mong cầu quả báo vô thượng thành tổ thành phật thế nhưng hình nghi của chúng ta nghi cư sĩ liễu phạm đều không bằng quả báo của chúng ta có thể hiện tiền hay không chúng ta phải nghĩ tưởng chúng ta rốt cuộc học từ chỗ nào người phải thật làm Chúng ta ở ngay trong lúc giảng dạy Nó được quá nhiều quá nhiều rồi Trước tiên Sự việc lớn thứ nhất Giữa người với người Làm thế nào chung sống Trước tiên bạn đem cái sự việc này Làm cho tốt Ở trong gia đình Đây là xã hội nhỏ nhất Trong đời sống chúng ta chúng ta làm thế nào cùng ở chung với cha mẹ làm thế nào cùng ở chung với anh em chị em chồng vợ làm thế nào ở chung con cái làm thế nào ở chung cái gì phải nên biết đây gọi là đại học vấn sau đó mở rộng làm thế nào ở chung với hàng xóm làm thế nào ở chung với người cùng xóm ấp làm thế nào ở chung với tất cả bạn bè thân thích mà bạn đã quen biết chúng ta tích lũy công đức từ ngay chỗ này mới có thể thực tiễn dự tâm của chúng ta mỗi niệm phải vì người khác mà lo nghĩ ở trong gia đình khởi tâm đồng niệm vì cha mẹ mà lo nghĩ ta làm con cái vì cha mẹ mà lo nghĩ làm tiên sinh họ vì vợ con mà lo nghĩ làm người vợ thì vì tiên sinh mà lo nghĩ làm cha mẹ vì con cái mà lo nghĩ họ không vì chính mình họ nghĩ người khác trong đây liền có công đức. Thế nào là công đức? Làm ra tấm gương tốt cho xã hội. Ngày nay có rất nhiều người có học vấn, có đức hạnh, thường hay cảm khái. Cái xã hội này nhà không giống như nhà, nước không giống như nước. nguyên nhân gì tạo thành vậy làm hỏng đi quan hệ giữa người và người chỉ biết nghĩ gì chính mình lo nghĩ không biết gì đối phương mà lo nghĩ đây là sai lầm căn bản cho nên từ trong một gia đình thúc đẩy đến bên ngoài là xã hội Vì xã hội, vì đại chúng Vì quốc gia, vì thế giới Tâm chân thành thanh tịnh từ bi của bạn Tự nhiên liền hiển lộ ra Ngôn ngữ hành vi của bạn không cần phải học tự nhiên liền có thể làm ra tấm gương tốt cho đại chúng xã hội ngôn ngữ hành vi của bạn chính là tấm gương cho xã hội đại chúng mô phạm cho đại chúng xã hội chúng ta phải bắt tay từ chỗ này mà vào học phật trước tiên phải đem thành làm người tốt quan hệ người với người xử lý cho tốt lại tiến thêm một bước chúng ta phải cùng hoàn cảnh tự nhiên xử lý tốt quan hệ này trong hoàn cảnh quy nạp lại cũng không ngoài tất cả động vật thực vật khoáng vật chúng ta cũng dùng tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi như nhau để đối đãi với họ Báo tùy theo Chánh báo chuyển Vô lượng bảo tạng Tại vì sao tự nhiên phát ứng Là tâm hạnh Chúng sanh cảm ra Lời nói này là thật không Chân thật Không sai chút nào vì sao vậy ở trên kinh phật nói với chúng ta y báo tùy theo chánh báo chuyển y chánh là một không phải hai cái đạo lý này quá sâu người hiểu được không nhiều thế nhưng nó là chân tướng sự thật Dạng nhất không nên cho rằng Hoàn cảnh tự nhiên không liên quan gì Với con người chúng ta Vậy thì sai rồi Hoàn toàn sai lầm Hoàn cảnh tự nhiên Là tâm người biến hiện ra Tâm thiện Hoàn cảnh tốt đẹp Tâm ác hoàn cảnh liền bất thiện ngay cái đạo lý này đích thực phật kinh nói được rất nhiều so với thư tịch thông thường nói được hay nói được thấu triệt chỉ có chúng ta thâm nhập kinh tạng y giáo phụng hành mới có thể thể hội được mới có thể chứng nghiệm được những động vật nhỏ này có linh tánh Chúng ta dùng cái tâm chân thành Liền có thể câu thông với chúng Mỗi kiến đều có thể câu thông Tâm chân thành Tiêu chuẩn của chân thành là gì? Các vị xem qua liễu phàm tứ huấn Trong liễu phàm tứ huấn Thiền sư dân cốc nói đến Ngài lấy vẽ bùa trì chú để làm thí dụ Một niệm không sanh gọi là thành Ngay trong đó xem tạp một vọng niệm Tâm liền không thành Một vọng niệm đều không có Cái tâm này vẽ bùa thì bùa linh Trì chú thì chú linh niệm phật phật cũng linh đích thực cảm ứng tương thông ngay trong đó chướng ngại ngăn trở không có ngày nay chúng ta dễ bùa bùa không linh thì chú chú cũng không linh niệm phật phật cũng không linh nguyên nhân gì vậy xen tạp vọng niệm ở bên trong giác minh diệu hạnh bồ tát nó được rất hay không hoài nghi Không xen tạp Không gián đoạn Lời nói này Nói ra thì dễ dàng Làm ra được thì không dễ dàng Do đó Cổ Đức mới nói với chúng ta Tụng kinh không bằng trì chú Trì chú không bằng niệm Phật Vì sao vậy? Kinh quá dài Nếu muốn không xen tạp vọng niệm Rất khó chú thì ngắn hơn kinh thời gian ngắn có thể khống chế chính mình không khởi vọng niệm thế nhưng chú so với phật hiệu thì chú vẫn là dài phật hiệu a di đà phật bốn chữ a di đà phật trong câu này nhất định không xen tạp vọng niệm câu này liền linh chúng ta niệm mười câu trong mười câu đích thực không xen tạp vọng niệm mười câu phật hiệu này thì linh chúng ta đề xướng cách mười niệm đạo lý chính ngay chỗ này không cần vậy bạn phải niệm nhiều rất nhiều nhất định xen tạp hy vọng bạn mỗi ngày niệm số lần nhiều thời gian ngắn trong thời gian ngắn không xen tạp cái công phu này liền có lực dần dần đêm thời gian này kéo dài sự việc này không được gấp hiện tại tôi khuyên các vị đồng tu một ngày niệm chín lần bằng niệm được ba tháng Niệm được nửa năm Bạn một ngày niệm mười lần Niệm hai mươi lần Vậy liền có tiến bộ rồi Sau 3 năm, bạn mỗi ngày có thể niệm đến 30 lần, 40 lần. Công phu của bạn không ngừng đang tiến bộ. Đây không phải thoái bộ. Đây là hiện tượng tốt. Cho nên Việc này không nên dội Thế xuất thế gian Pháp Đều không ngoại lệ Dục tốc bất đạt Phải dần dần mà bồi dưỡng Nếu muốn công phu có lực trước tiên phải hiểu được cái thế gian này bao gồm tất cả dạng sự dạng vật đều không phải chân thật trên kinh bát nhã dì bảo chúng ta phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng cho nên đối với thân tâm thế giới dạng sự dạng vật phải nên buông xả Buông xả Không phải không làm Cái điểm này dạng nhất Không nên hiểu lầm Không vì chính mình Chúng ta phải nỗ lực chăm chỉ làm Làm cái gì giúp đỡ người khác Học Phật Phải dựa vào duyên phận Dùng lời hiện tại mà nói Phải dựa vào cơ hội Duyên phận chính là cơ hội Chúng ta phải thay đồng tu Sơ học Tạo ra cơ hội Ở nơi đây xây đạo tràng Thịnh Pháp Sư ở nơi đây giảng kinh dài lâu Xây niệm Phật đường Đều là tạo ra cơ hội cho đồng tu Có gì chính mình hay không? Không có Vậy thì đúng rồi Vì sơ học Chế tạo cơ hội Chắc chắn không vì chính mình Đây gọi là hành Bồ Tát Đạo Đây gọi là chân thật buông xả Cho nên buông xả là chính mình Đề khởi là người khác Giúp đỡ người khác Vậy thì phải đề khởi Không thể nói đem việc giúp người khác Cũng buông xả Vậy thì sai rồi Phạm hệ những việc lợi ích xã hội lợi ích chúng sanh chúng ta phải toàn tâm toàn lực mà làm chỉ cần toàn tâm toàn lực sự việc này làm thành công rồi viên mãn làm không thành công cũng viên mãn đó là gì vậy đó là duyên phận bên ngoài thế như Chúng ta lần này mở lớp bồi dưỡng Năm trước Cùng với Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc Chúng ta đã ký văn bản ghi nhớ Gần như thực tiễn rồi Danh sách đồng tu Hiệp hội Phật giáo Đều đã gửi đến Cư Sĩ Lâm 25 vị đồng tu. Chúng ta cũng làm đầy đủ tiêu chuẩn. Hiện tại họ không thể đến. Công đức của chúng ta viên mãn rồi. Họ không thể đến, họ cũng viên mãn. Nếu họ thật đến đây, chúng ta còn phải nỗ lực dạy họ nửa năm vậy đến một năm vậy được có thành tựu mới viên mãn hiện tại ngay trong đó có chướng ngại rồi nên họ không đến không đến chúng ta không cần phí nhiều khí lực nhiều như vậy công đức liền viên mãn rồi thành ý của chúng ta đến rồi Trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói Phát ý viên thành Thường phát cái tâm này Ý nghĩa viên mãn thành tựu Chính là công đức viên mãn Chúng ta không phải không chăm chỉ nỗ lực mà làm Cơ duyên không chín mùi Đạo lý của thế xuất thế gian đều như nhau chúng ta luôn là toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác giúp đỡ cái xã hội này quyết không suy nghĩ chính mình đây mới gọi là công đức viên mãn Vô lượng bảo tạng tự nhiên phát ứng Hai câu nói này Nếu dùng lời hiện tại mà nói Chính là sự sự như ý Khổng lão phu tử Sau 70 tuổi Vào được cái cảnh giới này Tùy tâm sở dục Bất du cũ cũng là cái ý này Đó là cảm ứng đạo giao Chúng ta ngày nay cũng đặc biệt nhắc đến Cái gì phải ghi nhớ Cái tâm đó vô cùng quan trọng Mỗi niệm vì chúng sanh Mỗi niệm vì chúng sanh Chính là vì chúng sanh phục vụ đây chính là đại hỷ đại xã trong kỳ tùng các vị thường hay niệm đại hỷ đại xã tế hàm thức hàm thức là tất cả chúng sanh hữu tình phải giúp đỡ họ người thế gian cầu tiền tài chúng ta xả tài xả tài mới có thể được tiền tài. Nếu như mục đích của chúng ta xả tài là muốn cầu được tiền tài, có thể được hay không? Có thể được, được không nhiều? Cũng giống như bạn làm ăn mua bán, bạn kiếm tiền, kiếm được có hạn. Bạn xả nhất định có được Nếu như bạn tu bố thí Vì tất cả chúng sanh phục vụ Chính mình không cầu thứ gì Bạn có được hay không? Có được Cái được càng lớn Được phước báo bao lớn Chư Phật Bồ Tát đều nói không hết được cái phước báo đó bằng giới hư không pháp giới vì sao vậy bởi vì bạn không có giới hạn ta có ý niệm cầu tài cái tài này là có giới hạn bạn có được không thể siêu quá giới hạn này bạn không cầu thứ gì quả báo này thì thù thắng vì sao vậy không có giới hạn mà không có giới hạn trong phật pháp gọi là xứng tánh chúng ta xả một đồng xả một xu đều được phước báo lớn xứng tánh cái đạo lý này người hiểu được không nhiều cho nên chúng ta muốn tu tài bố thí tu pháp bố thí tu bố thí vô ý bố thí vô ý là giúp đỡ xã hội đại chúng đạt được bình an đây là tu bố thí vô ý lìa khỏi tất cả lo sợ đạt đến an ổn phàm hệ là loại này đều gọi là bố thí vô ý vì thì do đây có thể biết đạo tràng giảng kinh nói pháp khuyến hóa đại chúng ba loại bố thí thấy đều đầy đủ tài thí đạo tràng là tài lực kiến lập thành tựu. Bạn không có tài lực, cái đầu tràng này không thể thành tựu. Chúng ta có đạo tràng thoải mái như vậy, cùng nhau tu học. Cái đầu tràng này là tại bố thí. Trong đạo tràng nhiều loại thiết kế đều là thuộc về tại bố thí. Người giảng kinh chúng ta Dùng lao lực của chúng ta Ở nơi đây giảng 2 giờ đồng hồ Cái thân thể này là nội tài bố thí Cái gì thính chúng có tu nội tài bố thí hay không? Có Bạn ở nơi đây ngồi 2 giờ đồng hồ Rất nỗ lực ở nơi đây nghe giảng kinh. Làm ra tấm gương tốt cho người khác xem cũng là tại bố thí, nội tại bố thí. Chúng ta ở nơi đây nghe được, thấy được đây là Phật pháp. Đây là thuộc về pháp bố thí. Nội dung của Pháp Là dạy bảo chúng ta Viễn ly Tất cả tai hại Làm thế nào Phùng hung Hóa kiếp Đây là thuộc về bố thí vô ý Cho nên Nhất cử tam tiện đều ở trong đó. Chúng ta muốn hiểu rõ cái đạo lý này, muốn hiểu rõ cái chân tướng sự thật này. Cho nên đến nơi đây để nghe hai giờ đồng hồ. Bạn ở nơi đây, đây là tu tại bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí. Ba loại bố thí đều đầy đủ. tâm địa của chính mình rất thanh tịnh. Không mong cầu gì. Công đức phước báo. Không có hạn lượng. Tại vì sao chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày còn có rất nhiều sự việc không như ý? từ những sự thật này để quan sát Chúng ta liền có thể tỉnh ngộ ra Thời gian tu tích công đức của chúng ta quá ngắn Thời gian tùy thuận phiền não tập khí quá dài Bạn xem một tuần lễ 7 ngày Một ngày 24 giờ đồng hồ 7 ngày bao nhiêu giờ đồng hồ Đến nơi đây để nghe kinh mới có 2 giờ đồng hồ Bảy ngày mới tu hai giờ đồng hồ Thời gian khác đều là tùy thuận viền não tập khí Cho nên Vì không vừa ý đều là thường đến 8-9 Nếu như mỗi ngày đều có thể tu hai giờ đồng hồ Tình hình liền công như nhau Ngay trong tưởng tượng của chúng ta Có được ba đến 5 năm năm Cảnh giới của bạn điền Chuyển đổi Hiện tại thời gian này Của chúng ta vẫn là quá ngắn Vì muốn hỏi Tại vì sao không cung cấp cơ hội Mỗi ngày giảng kinh Để chúng ta có thời gian tương đối dài Để huân tu Chúng ta là cung cấp Bởi vì các bạn có phân biệt Có chấp trước Bạn không chịu đến Các bạn phân biệt chấp trước Pháp Sư Tịnh không giảng kinh Tôi đến nghe Người khác giảng kinh không đến nghe Vì làm sao được chứ Buổi tối mỗi ngày Chúng ta có đồng tu ở nơi đây giảng kinh Cũng là giảng 2 giờ đồng hồ Bạn quá nhiên chân thật muốn tu Ngày ngày không gián đoạn Ngày ngày đến nghe kinh Bạn nhất định có thu hoạch Tôi ngày trước dẫn qua rất nhiều Các bạn nghe Pháp Sư trẻ giảng kinh công đức So với nghe tôi giảng kinh công đức lớn hơn Không phải tôi nói lời giả dối Tôi mỗi câu đều nói lời chân thật Lớn ở chỗ nào Chúng ta đang bồi dưỡng người trẻ tuổi Người trẻ tuổi giống như mầm cây bồ đề vậy Vẫn chưa trưởng thành Bằng mỗi ngày đến nghe kinh là để tưới cho họ Chăm sóc cho họ Để họ có tính tâm Xem thấy nhiều người đến nghe như vậy họ nghĩ đại khái ta giảng không tệ tính tâm của họ thêm lớn họ càng chăm chỉ nỗ lực mà tu tập nếu như ở trên giảng đài xem thấy không có được mấy người e là ta giảng không được rồi không có lòng tin bạn tưởng tượng xem công đức này bao lớn đây là chúng ta giúp một pháp sư giảng kinh thành tựu pháp sư giảng kinh chúng ta phải ủng hộ họ phải giúp đỡ họ làm thế nào giúp đỡ đến nghe họ giảng kinh hơn nữa muốn họ nhất định ngày ngày có tiến bộ nếu họ không có tiến bộ ta lần sau sẽ không đến cái này là áp lực đối với họ không thể không nỗ lực chăm chỉ mà chuẩn bị sao vậy giảng được không hay thì chúng sẽ không đến các vị phải tưởng tượng như vậy đến nghe kinh các vị tại pháp vô ý ba loại bố thí này đều đầy đủ tích công bồi đức đến nơi đâu làm đến cư sĩ lâm để nghe kinh thì được rồi lý sự chúng ta đều phải thông đạt đều phải tường tận có thể hiệp trợ một số pháp sư trẻ tương lai trở thành đại đức giảng kinh cái công đức này thật quá lớn tương lai giảng sanh thế giới tây phương cực lạc bạn đều không cần niệm a di đà phật chỉ cần muốn giảng sanh thì liền đi vì sao vậy? Công đức quá lớn rồi A-di-đà Phật liền sẽ đến tiếp dẫn bạn Tôi nói lời này đều là thật Có rất nhiều đồng tu đã từng thấy qua Hàng quán trưởng Hàng quán trưởng cả đời hộ Pháp Mà không có thời gian tụng kinh Bà cũng không có thời khóa sớm tối Bà một ngày từ sớm đến tối Vui cười qua nghỉ Thế nhưng bà một lòng một dạ hộ trì Phật Pháp Giúp đỡ người trẻ tuổi Thành tựu Mọi người học tập hoàn Pháp lời sanh Khi bà ra đi A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bà có thể thấy được phật không cô phụ chúng sanh mà là chúng sanh cô phụ phật đà cho nên chúng ta đối với cái gì gọi là thiện căn phải nhận biết rõ ràng phân biệt tường tận phải nỗ lực mà học tập Sau đó Ở đời này Đời sau Cõi này phương khác Đều có thể đạt được Sự sự như ý Giống như trên kinh đã nói Vô lượng bảo tạng Tự nhiên phát ứng Quyết không phải tham cầu bảo tạng Vô lượng bảo tạng cho dù Hiện tiền rồi Cũng là lợi ích chúng sanh Quyết không phải chính mình hưởng thụ Cái đạo lý này phải hiểu Xả đắc Chúng ta đạt được Lập tức phải xả Cái công đức này mới viên mãn Được rồi không chịu xả Lại khởi lên tâm tham Vậy thì liền đọa lạc Liền hướng xuống đọa lạc Xả đắc Cái ý nghĩa thứ hai Đem cái đó Có được cũng phải xả hết Bạn mới có thể được đại tự tại mới có thể được đại viên mãn cái đoạn này hoàn toàn là nói cảm ứng tâm của chúng ta hành vi của chúng ta chính là cảm thế gian có rất nhiều người cầu phật bồ tát cầu thần minh cũng rất thành tâm mà cầu khẩn mà cúng dường không có cảm ứng nguyên nhân gì vậy bạn có tâm không có hành nhất định phải có đoạn ác tu thiện thì được dùng tâm hạnh chân thật mới có thể đạt được cảm ứng bạn không có hành chỉ có tâm bằng chỉ có một nửa vẫn còn khuyết một nửa cảm ứng không thể hiện tiền đạo lý chính ngay chỗ này cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô a di đà phật